Hiện tại thì mình phải rất tin sao mạnh, mình chỉ cảm thấy như thế nào về đôi môi hiện tại của mình. Hiện tại mình cũng đang cảm thấy rất là hài lòng ạ. Trên thang điểm rồi, chị đánh giá cho đôi môi là bao nhiêu điểm? 10 điểm. À, mình cho điểm tuyệt đối. Vâng.